Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin thế giới. Thế giới đã lên án vụ bạo loạn tại Quốc hội Hoa Kỳ. Những hình ảnh tại thủ đô nước Mỹ đã được truyền đi khắp thế giới và đã làm dấy lên những phản ứng phẫn nộ khắp nơi. Trong đó, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi mọi người không nhượng bộ trước các hành vi bạo lực của một thiểu số chống lại các nền dân chủ. Đồng tình với Bali. Ở Bali, chính quyền nước này cũng kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống Trump hãy ngừng chà đạp lên nền dân chủ. Trong lúc tại London tố cáo những cảnh tượng đáng xấu hổ, Tổng thống hay nói đúng hơn là Tổng thư ký khối NATO ông Stoltenberg cũng đã tố cáo những hành động phẫn nộ và ông nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc bầu cử dân chủ tại Mỹ cần được tôn trọng. Liên hiệp châu Âu cũng đã kêu gọi một cuộc chuyển giao quyền hành êm thắm tại Mỹ trong lúc Liên hiệp quốc nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tránh bạo lực và tôn trọng các quy trình dân chủ và pháp quyền. Riêng của nước Nga có một phản ứng trái chiều với các quốc gia vừa nói. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện nước Nga là Kosachev đã nhận định như sau: bên thua có quá đủ lý do để buộc tội bên thắng là gian lận. Rõ ràng là nền dân chủ Mỹ đang đi khập khiễng bằng cả hai chân. Trong khi đó thì Iran cũng cho rằng nền dân chủ phương Tây rất mong manh và dễ bị tổn thương. Bước sang một bản tin khác về COVID-19. Chính phủ Pháp chuẩn bị thông báo các biện pháp mới. Vào cuối chiều ngày 7 tháng 1, lúc 18 giờ, Thủ tướng của nước Pháp là ông Jean Castex và Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã họp báo để thông báo những biện pháp mới phòng chống dịch COVID-19, cũng như một lịch trình rõ ràng hơn cho việc mở cửa trở lại các cơ sở như viện bảo tàng, rạp chiếu phim, rạp hát, nhà hàng và các cái trạm trượt tuyết, tức là các nơi chơi thể thao trượt tuyết. Theo các số liệu được công bố tại Pháp, thì số bệnh nhân COVID-19 nằm viện đã giảm xuống một chút. Và số bệnh nhân nặng trong các khoa hồi sức cũng gần như tạm gọi là ổn định. Nhưng mức độ lây lan cũng rất đáng ngại với hơn 25.000 ca mới trong một ngày. Và theo dự báo của bác sĩ François Delfrécy, là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cố vấn cho Chính phủ về phòng chống COVID-19, đến giữa tuần vừa qua thì khi có các con số về những ca lây nhiễm trong những ngày lễ cuối năm, lúc đó có thể sẽ bàn về các cái biện pháp nghiêm ngặt như thế nào và không loại trừ khả năng nước Pháp sẽ phong tỏa lần thứ ba. Bác sĩ Delfrécy còn đề nghị phải làm đủ mọi cách để làm chậm lại sự lây truyền của biến thể virus mới để cái sự lây lan nó không có bùng nổ mạnh. Về việc mở cửa trở lại các cơ sở văn hóa, thì phát ngôn viên của chính phủ Pháp là Attal đã nêu lên khả năng đưa ra một lịch trình theo từng bước, tức là có thể bắt đầu bằng các viện bảo tàng rồi đến các nơi khác. Và hy vọng là cái tình trạng phong tỏa chặt chẽ đợt thứ ba sẽ không được nước Pháp ban hành vì có thể nói là tạm cái COVID-19 bớt lây lan đi. Bởi vì nước Pháp, dầu sao đối với người Việt Nam, cũng là một trong những nước có rất nhiều những mối liên quan từ nhiều năm nay. Và chúng ta cũng có nhiều bà con thân thuộc sinh sống tại nước Pháp. Bản tin thứ ba về thế giới ngày hôm nay nói đến việc nước Iran vừa cho biết là họ sẽ ngưng làm giàu uranium 20% nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Một nhà ngoại giao cao cấp của Iran vừa cho đài NHK, tức là đài của Nhật Bản, được biết là Iran sẽ ngừng làm giàu uranium có độ tinh khiết tới 20% nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tuần vừa qua, đây là lần đầu tiên kể từ khi Tehran bắt đầu làm giàu uranium 20%. Thứ trưởng ngoại giao của nước này là Araki đã đồng ý trả lời phỏng vấn độc quyền với một hãng truyền thông nước ngoài, đó là NHK. Động thái làm giàu uranium vi phạm đáng kể thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ông Araki
đã nói rằng người Iran đang phải gánh chịu hậu quả từ các lệnh trừng phạt của Mỹ trong suốt 4 năm qua. Và với tư cách là một nhà ngoại giao, ông sẽ không mất thêm một phút nào nữa để bảo đảm rằng việc lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ nếu, và ông cho biết là nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và Iran có thể có lợi từ thỏa thuận hạt nhân thì nước này sẽ quay lại việc thực thi cái hiệp định của năm 2015 với năm nước cộng một. Đó là cái bản tin sau cùng về thế giới. Mai Tuấn mời quý khán giả trở lại sau phần thông tin thương mại để nghe tin châu Á với những tin như sau. Trung Quốc so sánh bạo loạn ở thủ đô Washington giống như những cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Ông Kim Jong-un tuyên bố là Bắc Triều Tiên sẽ nâng cao khí tài về quân sự.